đám cưới anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, vàng son một thời. Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi kết hôn với chị Phan Thị Quyên vào ngày 9 tháng 10 năm 1964. Đúng 6 tháng sau ngày cưới, anh Trỗi bị Tòa án Quân sự Sài Gòn hành quyết. Tháng 2 năm 1965, chị Quyên tham gia đội biệt động 65 đóng tại Long An, sau đó được điều chuyển về Trung ương Cục. Chị Quyên nhớ, sáng đó, vào thăm nuôi thì bị giám thị từ chối nhưng không cho biết chúng vừa xử bắn anh ngay trường bắn chí hỏa. Sau đó, chúng đưa anh về nghĩa trang dành cho lính Cộng Hòa ở Gò Vấp. Nhưng vì anh là Việt Cộng nên chúng lại đưa về nghĩa trang Đô Thành. Cả ngày 15 tháng 10, chị chạy đôn đáo khắp nơi mà không tìm được nơi anh an nghỉ. Hôm sau đọc báo mới hay chỗ chôn anh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.